Toyota Cross thì độ gì hả anh em? Phiên bản 2024. Đây là phiên bản mới nhất anh em nhá, Toyota Cross. Như chiếc xe này thì có rất nhiều món đồ để độ. Nhưng mà số món đồ cần thiết khi mà anh em vừa lấy xe mới xong. Bộ PPF nội thất. Cái dòng xe Cross này thì nó sẽ có một số cái chi tiết bóng ấy rất dễ thương, đó là màn hình này, màn hình Odo này, màn hình giải trí này, và dưới này nó có một số cái chi tiết bóng và các cái chi tiết ở khu vực cần số. Anh em nên dán nhé, những cái chi tiết này cực kỳ dễ xước. Đây là chi tiết này cực kỳ dễ xước. Cái này là bên mình đã vừa dán PPF xong, cái này thì bên mình sẽ cắt CNC 100% nhé. Đó, cắt CNC nó vừa với kích thước này, dán xong là như mới. Coi như là nhìn xa thì anh em không biết là đã dán hay chưa, mà cái này nó bảo vệ cực kỳ tốt, thậm chí là nó có cái tính năng là tự phục hồi vết xước. Và một cái hay nữa đó là cái bộ giải mã cảm biến số lốp. Bộ giải mã này thì bên mình vừa làm xong, cắm ở trong này thôi đó, thì sẽ tích hợp trên màn, cắm ở trong này thôi và tích hợp lên màn hình Odo. Đó là những cái món đồ mà cực kỳ cần thiết cho xe Toyota Cross 2024 anh em nhá.